Xin chào mừng mọi người đến với Trà Chiều cùng Nguyễn Cung Bình. Sau nhiều năm chúng tôi trăn trở và tự dưng chợt nảy ra một ý định, mình làm một cái điều gì đó để tạo giá trị cho doanh nhân Việt Nam. Đặc biệt là có một cái buổi trà chiều rất thoải mái, rời xa khỏi những cái lo toan bức bối của công việc. Và ngày hôm nay có một vị khách cũng rất rảnh rỗi giống tôi, đó là chị Bạch Lê, đó là bà chủ của doanh nghiệp phân bón Huỳnh Lâm. Và hãy cùng đón xem chúng tôi làm cái trò gì với buổi chiều ngày hôm nay. Để có trà chiều thì phải rót trà chuốc, đúng không? Xin chào mừng Bạch Lê đến với buổi trà chiều của chúng tôi. Em chào anh Nguyễn Công Bình ạ. Ok, rồi xin mời. Dạ, em cảm ơn anh. Uống trà, ok. Mời cả nhà uống trà. Mục đích lớn nhất của chúng tôi ngày hôm nay đó là thực sự là rất nhiều trăn trở, và trong cái hành trình mà chúng tôi phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là đi xe Việt Nam cùng Dear Group, thì cái lớn nhất của một doanh nghiệp chúng ta rất là vướng mắc về những công việc về vận hành. Những cái thứ mà chúng tôi trao đổi ở đây nó mang tính chất quan điểm cá nhân, cho nên bớt ném đá chúng tôi, đúng không ạ? Có thể là Bạch Lê là người nhận được một điều gì đó của Nguyễn Công Bình, nhưng có thể tôi lại học được cái gì đó từ bạn. Có thể là cái đó nó sẽ đúng với em, nhưng nó sẽ sai với người khác, nhưng không có sao. Chúng quay lại là đồng ý kiến với anh Bình, đừng có ném đá chúng tôi, đấy là quan điểm cá nhân, đúng không? Nó đúng với tôi nhưng có thể không đúng với mọi người, ồ chả sao hết. Ok, rồi. Vậy thì cái điều gì là điều bạn tâm đắc nhất ở cái doanh nghiệp của bạn? Doanh nghiệp của bên em cũng tương đối có... Nó khoảng 4-5 năm thì có gọi là doanh nghiệp mới chưa? 5 năm đầu tiên là doanh nghiệp giai đoạn sống sót. Em cũng hay nói với tất cả mấy nhân sự của bên em này, Quỳnh Lâm giờ chết thì chắc không chết đâu. Vấn đề là mình phát triển như thế nào và lộ trình của mình trong vòng 10 năm nữa, 15 năm nữa như thế nào, chứ chết thì qua đợt dịch vừa rồi mà còn không chết thì chắc không sao đâu. Rồi cái điều mà em tâm đắc nhất thì cái mà cốt lõi nhất á, đó là về cái khoản nhân sự của bên em. Đó là điểm mạnh. Đó là cái điểm em tâm đắc cái bạn nhân sự của bên em. Tại sao em tâm đắc các bạn nhân sự của bên em là gần như nói theo một vài người bạn mà có dịp tới công ty em chơi hay là đi chung với mấy bạn nhân sự của em thì về mấy chị đó đánh giá với em là như thế này. Nhân sự của bên Lê là làm việc cống hiến. À tuyệt vời. Em có bao nhiêu nhân sự? Hiện tại là khoảng 60 người ạ. Vậy thì cái lực lượng back office và cái lực lượng mà lao động nó có khác nhau hay là nó chỉ trong một doanh nghiệp thôi, trong một công ty? Gần như là nó nằm trong công ty hết. Rồi, vậy thì cho hỏi một câu này, đó là doanh nghiệp gia đình hay là doanh nghiệp cổ phần? Thực tế thì công ty em là công ty gia đình. Công ty gia đình. Bạn có nhận ra điểm mạnh của công ty gia đình không? Có chứ. Ví dụ? Về góc độ cá nhân của em ha, một là giống như cái sự thích ứng với cái hoàn cảnh mới, cái môi trường mới, cái điều kiện mới nó sẽ nhanh hơn. Tốc độ nhanh. Cái thứ hai nữa là thống nhất quan điểm tương đối nó sẽ nhanh hơn là nhiều người mà không phải là liên hệ với nhau. Ra quyết định nhanh, đồng thuận. Đúng rồi. Còn một cái ý quan trọng đó là những cái gì mà không hợp giữa ông chủ, giữa giám đốc với phó giám đốc thì cái nào mà do hợp nhau thì quyết định theo ý bạn, cái nào không hợp thì quyết định theo ý ông, cái nó là nhanh, nó gọi là nhanh không? Thực ra thì toàn bộ là quý bà ra quyết định hết. Một số cái điểm mạnh nữa của doanh nghiệp gia đình, đây là nghiên cứu rất tuyệt vời. Đó là một trong những cái đơn vị multitask, tức là đa nhiệm, lớn nhất trong hệ thống doanh nghiệp. Có nghĩa là một người họ có thể làm được rất nhiều việc trong doanh nghiệp, kiêm nhiệm. Hệ thống lòng tin trong doanh nghiệp rất lớn. Lòng tin nó thống nhất từ trên dưới, tại vì nó là môi trường gia đình. Thứ tư là cấp bậc hầu như không phân biệt, tức là người chủ có thể làm được công việc của người nhân viên và nhân viên làm công việc của người chủ. Điển hình là những cái doanh nghiệp rất là lớn nhưng mà quy mô lại nhỏ. Ví dụ như tiệm vàng là doanh nghiệp lớn nhưng quy mô nhỏ. Ví dụ có những doanh nghiệp mà họ làm những cái về xuất khẩu, về những cái sản xuất, những cái doanh nghiệp của người Hoa, về quy mô doanh số nó rất là lớn nhưng quy mô doanh nghiệp thì lại nhỏ. Nhưng mà đặc điểm nổi bật nhất của Việt Nam là phần lớn là công ty gia đình, kể cả những công ty bất động sản, những công ty có giá trị lại là công ty gia đình. Đó là ưu điểm của nền kinh tế thế giới. Họ đang phân tích cái nền kinh tế Việt Nam của chúng ta, và nó là lòng cốt và cốt lõi đó. Doanh nghiệp lớn không có nhiều, nhưng mà doanh nghiệp gia đình thì rất lớn. Vậy cái khuyết điểm của doanh nghiệp gia đình là gì? Chắc em phải cảm nhận được chứ. Em phát biểu chưa? Ở công ty nhiều lúc nó không có được cái gì, không có được có chung tiếng nói trong công việc. Nó xen lẫn tình cảm. Nó sẽ ảnh hưởng tới không khí gia đình một chút. Là... ảnh hưởng nhiều chứ sao lại một chút? Nhiều hay một chút là tùy người. Ok, rồi. Nhìn như này là biết là gia đình bạn là rất là chặt chém nhau rồi. Em theo một cái nữa là khi mà công ty gia đình á, là cả vợ cả chồng đều quản lý á, thì gần như không có cái thời gian nào mà ngưng cho công việc hết. Vì ở công ty cũng nói về công việc, ở nhà cũng nói về công việc, trên đường đi cũng nói về công việc.
thiếu cân bằng trong cuộc sống. Tội nghiệp nhất là những đứa con đó. Đồng ý, hoàn toàn nhất trí với bạn. Em thấy thực tế có thể em không tiếp xúc nhiều doanh nghiệp khác, nhưng em thấy là nội tại bản công thân công ty em thì em thấy mấy đứa nhỏ của em là như vậy. Ừ. Tụi em thực sự có ngày nghỉ không? Không có ngày nghỉ. Không có ngày nghỉ. Tới ngày cuối tuần vẫn làm việc. Ngày cuối tuần vẫn làm việc. Theo bạn còn cái trắc trở gì nữa không? Còn cái điểm yếu gì nữa không? Nếu như mà doanh nghiệp quản lý không tốt á, thì có thể dòng tiền nó sẽ không tách bạch giữa cá nhân với công ty. Nếu chúng ta không có cái hệ thống kế toán ổn thì nó sẽ nhập nhằng như vậy. Vốn doanh nghiệp và vốn cá nhân được nhập vào làm một. Nó okay. Nhập nhằng với nhau. Okay. Còn khi một cái nữa là vì mình là chủ doanh nghiệp, tiền ra vào tài khoản của mình nên đôi lúc chi xài nó không theo kế hoạch. Đúng rồi, nó không theo nguyên tắc của tài chính. Đôi lúc con gái mà nhiều lúc hả cũng thích mua cái này mua cái kia hả, đôi lúc quá đào một chút cũng vậy. Theo em nhìn nhận là được bao nhiêu đó, anh Bình bổ sung thêm còn gì nữa? Cái đó là cái mà mình nhìn nhận theo dạng cá nhân. Dạ đúng rồi. Nhưng mà theo thống kê là thứ nhất là vì nó rất là nhanh và rất là flexible, tức là rất là linh hoạt, cho nên nó không có rule, nó không có được các quy định rõ ràng. Không, nó và, thiếu quy trình và thiếu thống nhất hả? Và có quy trình thì cũng không theo. Có nghĩa là có làm quy trình cũng không theo. Nhưng bù lại thì nó rất là tốc độ. Nếu bây giờ xây quy trình cho công ty gia đình hầu như nó không work, tại vì nó sẽ rất là nhiêu khê. Qua các cái bước mà chúng ta nếu mà phân tích từng bước một thì chúng ta sẽ thấy là công ty gia đình là công ty tối ưu nhất về mặt quy trình. Thực tế nó đang tối ưu. Nếu vẽ quy trình ra lại không chạy. Nên nó phiền phức quá hả? Qua 2-3 khâu. Đúng. Qua 2-3 phòng ban. Tất cả những gì nói đến chuyên nghiệp, tức là nó phải theo từng bước, từng bước, từng bước, từng bước, và nó thống nhất. Còn riêng đối với công ty gia đình thì cái gì có lợi ích nhất cho doanh nghiệp thì họ sẽ làm. Họ sẽ bỏ qua các bước trung gian. Tuy nhiên điểm yếu của nó chính là rủi ro. Vì mình không làm các bước cho nên là từng bước vậy nó bị rủi ro. Rủi ro về thanh toán, rủi ro về việc ra quyết định, rủi ro về phân quyền, rủi ro về đầu tư. Hầu hết thôi nha, là cảm tính của người chủ. Nó thiếu một cái độ tích mạch lạc, thiếu cái độ debate, tức là trao đổi tranh luận về mặt chuyên môn. Hay một cách khác nữa là chúng ta không rõ ràng, hay nói đúng hơn là tính toán không đủ chi phí kinh doanh. Chúng ta sẽ bị chi phí ẩn rất là nhiều. Có nghĩa là mình còn chưa trả công cho mình, mình chưa trả cho cái nỗ lực của cá nhân của mình, mình chưa trả cho cái vốn của mình. Sau đó khi mình hạch toán thì nhìn trên sổ sách thì tưởng được lợi nhiều, lời nhiều. Nhưng nếu bạn trừ đi công sức của hai vợ chồng đi, bạn sẽ thấy tỷ suất lợi nhuận nó thấp hơn nhiều. Và cái thời gian mình đầu tư, nguồn lực mình đầu tư cho cái doanh nghiệp của mình, nó nhiều gấp mấy lần so với cả mình đi làm ở bên ngoài. Cho nên là cái một là thiếu quy trình, cái thứ hai là chi phí ẩn, cái thứ ba, điều này là điều nguy hiểm. Lên cùng lên, xuống cùng xuống, nó sẽ làm cho chúng ta, nếu chẳng may chúng ta có sự cố, thế thì nó sẽ tụt, nó nhanh. Tụt rất là nhanh. Và nó làm cho cả hai đều rơi vào cái trạng thái, nó gọi là tụt mút, là cái trạng thái mà chúng ta không bình tĩnh để giải quyết. Đây là một trong những điều nó đang rất nổi cộm của văn hóa Việt Nam. Văn hóa phương Đông của chúng ta là văn hóa của tình cảm, của cảm tính, của gắn kết, của con người. Thế thì chúng ta thiếu cái tư duy về tài chính này, tư duy về chiến lược này, tư duy dài hạn này. Và công ty gia đình thì nó có một thứ rất thú vị. Người ta tính toán là công ty gia đình là một trong những chỉ số mà họ làm rất là tuyệt vời, đó là chỉ số đầu tư. Lấy tiền đi mua đất. Lấy tiền đó họ quay vòng, họ liên tục quay vòng nhưng không bao giờ tính dòng tiền. Vậy là rủi ro. Quá rủi ro. Có nghĩa là cứ lời một cục thì họ sẽ phải làm tiếp chứ họ không có để. Trên làm tiếp có nghĩa là đầu tư vào cái ngành đó cũng đúng, đầu tư trái ngành cũng đúng luôn. Nhưng đến khi có sự cố thì nó sẽ bị domino. Vậy bây giờ tiếp nói cái câu chuyện của anh về cái doanh nghiệp gia đình đi. Chúng ta không thể nào phủ nhận được cái tầm quan trọng của doanh nghiệp gia đình. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng, anh vạch ra những cái rủi ro thì cũng không hề ít. Vậy bây giờ có cách nào để khắc phục, làm sao cái doanh nghiệp gia đình mà nó khắc phục được những cái hạn chế mà anh vừa nói? Rồi thứ hai nữa là ý thứ hai nữa, làm sao cái doanh nghiệp gia đình nó phát triển nhanh nhanh và nó lớn mạnh mà nó bền vững? Tuyệt vời, câu hỏi rất là hay. Chúng ta phải cảm ơn bạn Bạch Lê về câu hỏi này. Chúng ta có hai khái niệm về công ty gia đình. Khái niệm thứ nhất là sở hữu gia đình. Khái niệm thứ hai là vận hành gia đình. Tất cả những công ty hùng mạnh lớn trên thế giới thì công ty gia đình nhiều chứ?
nhưng mà họ sở hữu là của gia đình, nhưng họ tổ chức luật chơi thì lại luật chơi của cộng đồng. Cái người sở hữu là người chủ, tức là người bỏ tiền vào đầu tư, nhưng vận hành không phải là người chủ. Họ tạo ra luật chơi để những người khác vào chơi. Còn công ty gia đình của chúng ta là sở hữu là gia đình, và vận hành cũng là gia đình. Những công ty gia đình của mình tạo ra luật chơi, nhưng mà mình không chơi theo luật. Còn công ty của nước ngoài, họ sở hữu, họ tạo luật chơi, và tất cả đều phải chơi trên luật đó, và nó công bằng. Còn công ty ở Việt Nam, luật chỉ có giá trị với nhân viên, không áp dụng với ông bà chủ. Vậy thì thứ nhất, nó phải khác nhau về sở hữu và vận hành. Dạ, hiểu. Nếu chỉ cần tách biệt hai thứ đó ra, công ty gia đình sẽ siêu lớn mạnh, bởi vì nó có một nền tảng của sự kết cấu rất là chặt, nền tảng của tối ưu chi phí, nền tảng của ra quyết định nhanh và gọn, nền tảng của linh hoạt, thay đổi rất nhanh. Những cái doanh nghiệp nó cồng kềnh, mỗi lần nó thay đổi cái gì nó rất là chậm, trên là thị trường thay đổi, họ thay đổi không kịp. Trên là gia đình chúng ta phải tận dụng tối ưu hóa, và bạn điều chỉnh cái vận hành của mô hình gia đình, chứ đừng điều chỉnh vốn gia đình. Vốn sở hữu vẫn tốt, chồng bao nhiêu phần trăm, vợ bao nhiêu phần trăm cực kỳ tốt, con bao nhiêu phần trăm cũng tốt, mẹ bao nhiêu phần trăm cũng tốt luôn. Nhưng vận hành hãy đặt những con người chuyên nghiệp vào, họ vận hành perfect. Vậy là cái câu trả lời của anh Bình đó là sở hữu và tạo luật chơi về vận hành. Vậy hai yếu tố này nó sẽ đáp ứng được cái việc là làm cho công ty gia đình tăng tốc nhanh được luôn hả? Tuyệt vời, rất nhanh. Bởi vì một trong những yếu tố của công ty lớn đó là hội cổ đông quản trị nó đấu nhau, nó tranh giành quyền lợi, tranh giành quyền lực, họ giành cái quyền kiểm soát. Ngày xưa người ta còn nói là cá lớn nuốt cá bé đó. Khi mà công ty nó nhỏ thì không ai cần, nhưng khi nó lớn lên bắt đầu họ, vì nó lớn mà, họ muốn tranh giành, họ muốn gọi là luốt luôn. Thế thì đó là cuộc chơi mà nhiều doanh nghiệp Việt Nam bây giờ đang bị. Rất nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam dần dần biến mất, bạn có nhìn thấy điều đó. Những quỹ nước ngoài họ vào, thì khi nội bộ có vấn đề thì bạn thấy lợi thì bạn bán cổ phần xong thì cái doanh nghiệp đó tự động nó trở thành doanh nghiệp của nước ngoài. Ví dụ như là điển hình những công ty siêu lớn, Sapeco biến mất, vào tay người Thái, Nguyễn Kim biến mất, bán hết. Đó đâu là những cái công ty lớn á, công ty lớn nhưng mà nó là hội đồng quản trị, không phải là gia đình đó hả? Đúng rồi. Thế thì nó bị phân hóa. Còn công ty gia đình thì mình nắm cái đó rất là chắc. Vậy thì cất cánh, nó có ba cái bí quyết để công ty chúng ta cất cánh. Bí quyết thứ nhất để cất cánh đó là giá trị doanh nghiệp. Bí quyết thứ hai đó là lợi nhuận của doanh nghiệp. Bí quyết số 3 đó là thị phần của doanh nghiệp. Ví dụ chúng ta hãy nhìn vào Bách Hóa Xanh hoặc Thế Giới Di Động, đó là câu chuyện của thị phần. Chứ bản chất từng cái cửa hàng nó chưa chắc đã lời, nhưng mà khi thị phần nó lớn, đó là bài toán của kinh tế vĩ mô. Nào hãy nghe kỹ, nếu một doanh nghiệp nước ngoài mà họ chiếm được cái thị trường bán lẻ của Việt Nam, giả sử như Lotte, nếu mà có 1.000 cửa hàng Lotte tại Việt Nam, trong cái cửa hàng Lotte đó nó bán cái gì, đó là quyền của người chủ. Mai mốt nếu không cẩn thận, cái hàng của Việt Nam không bán được tại Việt Nam, bởi vì bạn sẽ thấy là hàng của Hàn Quốc sẽ vào siêu thị Lotte rất là nhiều, bạn có thấy điều đó không? Hoặc là Bixi chẳng hạn, hàng của Thái Lan sẽ đổ tràn ngập trong đó mà không phải là hàng Việt Nam. Câu chuyện bán lẻ là câu chuyện của thị phần, câu chuyện đó là của an ninh xã hội. Vậy thì khi mà họ tạo ra cái chuỗi cung ứng bán lẻ như vậy là họ tạo ra thị phần, nó rất là quan trọng. Quay trở lại câu chuyện của kinh tế gia đình, kinh tế quy mô gia đình, chưa bao giờ tôi nói là kinh tế quy mô gia đình là nhỏ. Ví dụ tất cả những hãng thời trang lớn trên thế giới, LV, Gucci, họ đều là những công ty gia đình, chứ họ là những gia tộc. Vừa rồi bạn nghe có một sự kiện là cháy nhà thờ Đức Bà ở bên Paris ấy. Những cái gia tộc giàu có bên đó nó tài trợ hàng tỷ đô để sửa lại cái nhà thờ Đức Bà. Thì những cái gia tộc đó chính là những công ty gia đình. Nhưng mà vì họ là quy mô toàn cầu, sở hữu gia đình. Thế thì bí quyết đầu tiên chúng ta vẫn cứ phải quay lại, đó là cái sở hữu đó ổn. Điều chỉnh về mặt vận hành, điều chỉnh về mặt điều hành ở bên dưới thì chúng ta sẽ lớn. Ok. Điểm mạnh của chúng ta là gì? Ví dụ điểm mạnh của công ty Huỳnh Lâm của bạn là gì? Điểm nào điểm mạnh nhất của doanh nghiệp của bạn? Điểm mạnh hiện tại mà em nhìn nhận về cá nhân em đó, không biết các bạn đồng môn nhìn như thế nào, nhưng mà bản thân em là người điều hành trực tiếp thì em thấy một điểm mạnh của bên em là sản phẩm.
Hai là điểm mạnh của em là về về thị trường, có thể em chọn đúng cái phân khúc thị trường mà nó phù hợp với em. Như thế nào là điểm mạnh về sản phẩm? Ví dụ như em đang có hai ngành, một ngành đầu tiên đó là em nhập phân bón từ bên Mỹ về em phân phối ở Việt Nam. Rồi cái thứ hai đó là em bao tiêu sầu riêng của nhà vườn lại để em phân phối cho cái thị trường lại. Thì bây giờ về phân bón nó như thế nào là mạnh? Tại sao em nói nó là đặc biệt? Ở thị trường Việt Nam gần như là muôn vạn phân bón. Nhưng mà chỉ duy nhất về về bản chất sản phẩm á, hay là về cấu thành về cái sản phẩm, cái quy trình sản xuất ra sản phẩm, cái chất liệu để sản xuất ra sản phẩm á, thì gần như sản phẩm bên em là duy nhất. Duy nhất là do công trình, quy trình nó khép kín hay là công nghệ nó tốt? Duy nhất là về cái quá trình mà tạo ra cái sản phẩm cuối cùng. Ở bên Mỹ hả? Wow. Nhưng mà cái chi phí đó nó cao thì có lời nhiều không? 1 ký sản phẩm của Quỳnh Lâm đang phân phối trung bình hiện tại nó có giá, anh tính trung bình là 60.000 ký đi. Thì cũng là một cái dòng tương tự như vậy mà người ta nhập của Bỉ, của Hà Lan thì nó dao động khoảng 12.000, 14.000, 16.000. À, thì coi như anh em đắt hơn 5 lần. Đắt hơn 5 lần phải không? Vậy tại em phải chứng minh như thế nào mà em đắt hơn 5 lần mà em vẫn bán được hàng? Đó là cái điểm đặc biệt của bên em, thì em tất nhiên là em sẽ có chứng minh. Thay vì em đắt hơn 5 lần nhưng mà những cái sản phẩm thông thường người ta bón 5 ký thì cái sản phẩm bên em người ta chỉ bón 1 ký đổ lại là nó tốt, thì anh quy về giá thành nó tương đối. Vấn đề là làm sao em chứng minh được cho bà con nông dân biết được là tôi bón 1 ký nhưng nó vẫn tốt hơn 5 ký. Thì đây là cái quá trình mà bên công ty em dấn thân xuống nông dân ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia, mà bản thân em là người trực tiếp đi làm đầu tiên. Đầu tiên em xuống vườn em xin một cây thôi, một cây chú vào, chú cho con một cây, con làm thử cho chú coi, tặng hết phân. Thì bây giờ làm một cây đó xong nguyên năm chú thấy tốt, xong rồi chú mới xài hết cả vườn chú. Chú xài xong cả vườn chú, cái vườn kế bên nó thấy vườn chú tốt, nó bắt đầu người ta cũng truyền miệng với nhau như vậy. Vậy nó có đặc thù cho có loại cây nào không? Cũng sẽ có đặc thù. Cái sản phẩm phân Quỳnh Lâm đó là bón được cho phù hợp, hiện tại đang phù hợp nhất là cho cái sầu riêng. Thế thì mình có thể là tuyên bố là mình là cái loại phân bón tốt nhất trên thị trường không? Có dám tuyên bố như vậy không? Hay là thứ nhì? Cái này á, về góc độ là có thể là nó nằm ở cái tư duy cá nhân của em. Em chưa bao giờ em nói sản phẩm bên em là tốt nhất, và em chưa bao giờ em khen sản phẩm bên em. Ừ, nhưng mà về mình nói thầm với nhau thôi. Đúng không? Nó thầm với nhau mình là tự hào. Nhau, không, nói thầm với nhau là không phải em tự hào, mà bất những nhân sự bên em nó đi bán phân á, những bạn kỹ thuật á tự hào lắm, và những cái nhà vườn mà sử dụng phân bón Quỳnh Lâm họ tâm đắc lắm. Vậy là nhưng mà cũng không dám vỗ ngực coi là mình là number one đúng không? Nếu như nó đã tốt nhất rồi thì em sẽ không còn phấn đấu để nó tốt hơn nữa. Thì bây giờ em cứ coi như nó là tốt thứ hai, thứ ba đi, để em còn có cách để em phấn đấu hơn nữa. Hoặc là em sẽ tìm sản phẩm nào đó tốt hơn nữa. Thì đó là cái quá trình em liên tục cải tiến mình. Ok, very good. Nếu các bạn thấy bài học của tôi bổ ích thì hãy bấm đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để tiếp tục nhận được những cái video kế tiếp của tôi sớm nhất. Xin chào!